Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Vĩnh Phúc TV, kênh em chuyên tổng hợp những tình huống trộm cắp trên đường phố được camera quay lại để em chia sẻ cho quý vị xem biết đường bảo vệ tài sản của mình thật tốt. Và nếu như quý vị có thương em thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách đăng ký, like video và chia sẻ video này đến tất cả mọi người để cho mọi người cùng cảnh giác. Và bây giờ em xin kính mời quý vị xem video. Chúng ta đến với vụ trộm đầu tiên. Một tên đạo trích nó bay vào bên trong một quán cà phê, phát hiện không có người, nó hốt những chiếc ghế luôn quý vị ơi. Có thể thấy tụi này nó quả lên là nó trộm bất cứ thứ gì luôn đó. Những ai buôn bán đâu nè, hết sức cảnh giác với trường hợp này. Quán xá gì không có ai hết trơn kìa quý vị. Ghê chưa? Chúng ta đến với vụ thứ hai nè. Hai tên trộm đi trên một chiếc xe máy, nó đang từ từ tiếp cận những chiếc xe đậu trước một cửa hàng. Không có bảo vệ gì giữ xe luôn đó. Tới công chuyện như nó nữa là xiên rồi. Mặc dù có người ở bên trong luôn quý vị ơi. Nó đã hành động. Hò tay, bẻ phá chiếc xe. Bên trong chẳng có người phát hiện luôn kìa. Trời ơi, bay xa chiếc xe nữa rồi. Quý vị mà đi đâu á là hết sức cảnh giác nè. Đậu xe mà không có người giữ xe đó, mình chạy thẳng vào bên trong cửa hàng luôn đi nha. Chúng ta đến với vụ thứ ba đây. Một thanh niên nó không bịt khẩu trang, rất tỉnh, nó đi vào bên trong một cửa hàng rồi kéo hộp tủ lục lọi tìm kiếm tài sản luôn quý vị. Rồi có một bà chị ở phía sau kìa. Rồi chị đã phát hiện ra, chị la làng lên kìa. Nó cũng chẳng sợ luôn, thấy không quý vị? Trời ơi, lúc này đừng có đứng đôi co với nó chị ơi. Chạy ra ngoài la làng la xóm lên cho những người dân xung quanh tiếp ứng mình. Trường hợp này cực kỳ nguy hiểm nha quý vị. Lỡ như thằng này nó có mang vũ khí là nó cướp luôn đó. Quá nguy hiểm luôn không? Chị thấy nó không có lấy được thứ gì thôi, bỏ cho nó đi luôn đó. Những ai xem video này á thì rút ra cho mình một bài học kinh nghiệm nha quý vị. Có gì thì chạy ra ngoài la làng lên cho những người dân tiếp ứng mình. Chúng ta đến ví dụ thứ tư. Hai tên đảo trích đi trên một chiếc xe máy, nó phát hiện ra chiếc xe đang đậu, một thằng bay xuống. Chìa khóa vẫn còn ghim trên xe luôn quý vị. Nhưng bất ngờ có một anh gáp cực kỳ dũng cảm tông xe vô nó luôn. Trời ơi, ảnh vừa chi hô vừa gật nó quý vị. Anh gáp này là 1000 điểm luôn nha. Đây nè, đây nè, đây nè, trộm nè con, trộm nè, trộm nè, trộm nè. Nó bỏ chạy luôn quý vị. Anh gật theo kìa. Trời trời, nó hay và nó hên gì đâu. Anh gáp ảnh chạy đi đâu về ảnh phát hiện đó. Dũng cảm không? Có ai làm được như anh này không? Đây nè, té kìa, nó té lên, té xuống. Ảnh gán ngược theo luôn mà. Thấy bà nội rồi con ơi. Và cuối cùng, anh gáp và những người dân xung quanh khống chế được tên trộm này. Chối nó lại, sau đó là đem lên công an nha. Còn thằng kia thì chạy thoát rồi. Nhưng mà nó cũng đi ra đầu thú thôi à. Thằng này nó sẽ khai ra liền. Có phước cùng hưởng mà có họa cùng chia. Có đi thì cũng hai thằng đi chứ quý vị. Quá trời hay luôn. Coi cái vụ này mà hết biết đỡ luôn quý vị ơi. Chúng ta đến với vụ thứ năm nữa nè. Lúc này đây, một thằng nó cầm nguyên cây thang luôn. Trời ơi trời, nó bắt cây thang, thằng nó leo lên lầu là xiềng luôn kìa quý vị. Hết biết cho. Kinh khủng vậy trời. Những ai xem video của em á, thì hãy nhớ luôn luôn lúc nào cũng phải cảnh giác. Trước khi đi ngủ xuống là coi cửa nẻo của mình, ổ phá đầu cẩn thận nha. Nếu có thương em thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách đăng ký, like video và chia sẻ video này đến tất cả mọi người để cho mọi người cùng cảnh giác luôn nha quý vị. Chúng ta tiếp tục theo dõi nè.
đúng là mấy thằng đảo chích nó quả lên là nó có thể làm bất cứ thứ gì. À, nó ngoắc thằng đồng bọn nó lại, vậy là nó đi hai thằng nha quý vị. Kinh thiệt trời, quý vị xem khó tin không? Với cả giá như lúc này mà có người ra một cái đó ha, là cái thằng ở phía trên này là thấy bà nội nó luôn quý vị, đúng không? Ra cái đường nào nó chạy kẹp đây, thằng ở dưới là nó bỏ nó chạy là xiềng luôn rồi. Không biết nó lấy cái gì mà không thấy rõ nha quý vị ơi, mờ quá trời mờ. Camera này cũng hơi xa. Đó, như vậy mà có người phát hiện một cái đi. Rồi nó no nó luôn hả? Rồi nó bợ cái gì được rồi đó. Vậy là nó bợ ở ngoài ban công chứ nó không có đột nhập vào bên trong nhà. Không biết nó lấy cái gì nữa. Hai thằng lên xe, giọt đi, bỏ lại cây thang luôn kìa. Tiếp tục nữa đây. Đây, những ai xem tới cái khúc này, nhất là chị em phụ nữ mình đi làm hoặc đi chơi về phía là hết sức cảnh giác với trường hợp này nè. Một chị gái chỉ đi chơi hay đi làm gì đó, về tới nhà thì xuất hiện một thằng không biết cóp hay nó tính làm cái gì nữa quý vị. Nó đứng nó rình mò cái chị này nè. Kinh thiệt đó. Em dặn rồi nha. Nhớ nha chị em phụ nữ mà đó. Đi làm hoặc đi chơi về thì nhìn ngó xung quanh cho cẩn thận nha. Tụi này thấy ghê mà đứng kìa quý vị. Nó đứng nó rình kìa. Thấy ớn không? Chẳng biết nó tính làm gì nữa. Nó tính bay vô nó cóp giật hay là nó làm cái chuyện gì khác nữa đó. Bởi vì là hết sức cảnh giác nha chị em ơi. Nó đứng nó gần hoài vậy đó, nó chờ cơ hội quý vị. Kìa kìa kìa. Bắt đầu nó tiến sát lại cái cửa nhìn vô bên trong thấy chưa. Rồi nó chạy luôn rồi. Quá trời may mắn cho chị gái này nha. Quý vị xem video của em thì hãy nhớ luôn luôn lúc nào cũng phải cảnh giác hết trơn đó nha quý vị ơi. Nhớ đăng ký, like video
và chia sẻ những video này đến tất cả mọi người để cho mọi người cùng cảnh giác. Là em biết ơn rất nhiều rồi nha. Rất may mắn chị gái này là không bị gì hết. Sau đó là từ từ đóng cửa đó quý vị ơi. Kinh thiệt. Nhớ ủng hộ em bằng cách là like cho em thật nhiều like. Là em cảm ơn rất nhiều đó nha. Nhớ đón xem những video tiếp theo của em nữa. Và em cảm ơn.